chia sẻ đầu tiên của Thùy Tiên sau đăng quang Miss Grand International 2021. Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng công trình giao thông đầu tiên sau giãn cách. Người dân hào hứng trải nghiệm xe đạp công cộng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cháy xưởng gỗ trên xa lộ Hà Nội. Phúc đời thường hôm nay là câu chuyện nhà giáo hội nhập phát triển kinh tế. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, đêm qua Miss Grand International 2021 đã chính thức khép lại với chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện Việt Nam. Cô đã vượt qua 69 người đẹp đại diện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia đêm chung kết diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay, Thùy Tiên đã có những chia sẻ, gửi lời cảm ơn tới khán giả nơi quê nhà. Theo đó, Thùy Tiên chia sẻ xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam. Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những lời góp ý. Và Thùy Tiên cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ, nếu bạn có ước mơ, hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Xin chuyển sang một thông tin khác. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông xe nhánh cầu 1, dự án xây dựng mới cầu Bưng, quận Bình Tân, Tân Phú. Đây là công trình giao thông đầu tiên hoàn thành trong giai đoạn thành phố khôi phục sản xuất sau giãn cách, vượt tiến độ 45 ngày so với dự kiến. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, công trình bắt đầu thi công từ tháng 7 năm 2017 và đã phải tạm dừng 2 lần do vướng giải phóng mặt bằng và giãn cách xã hội. Công trình có tổng chiều dài 555 mét, bắc qua kênh Tham Lương thay thế cây cầu hiện hữu có mặt cắt ngang hẹp đã xuống cấp trầm trọng. Việc đưa vào sử dụng công trình sẽ giúp nối liền quận Bình Tân và Tân Bình, đồng thời giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Là một hạng mục công trình giao thông đầu tiên được hoàn thành sau thời gian thành phố khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, là tín hiệu rất vui và rất có ý nghĩa đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố nói riêng. Ông Phan Văn Mãi đồng thời đánh giá cao tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ ban giao thông, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ những khó khăn để hoàn thành nhánh còn lại và toàn bộ công trình trước ngày 2 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày gần đây, nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ sáng là 22 độ C, thời điểm sáng sớm nhiệt độ còn thấp hơn. Mức nhiệt này là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất trong 2 ngày vừa qua ở mức dưới 23 độ C, trời sáng sớm mát mẻ có chút se lạnh. Trong những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại miền Nam sẽ tăng thêm khoảng 1 độ C. Thời tiết vẫn duy trì se lạnh vào đêm đến sáng sớm. Dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tại Nam Bộ đang hưởng chút không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Mức nhiệt thấp nhất sẽ xuất hiện vào đêm đến rạng sáng tại khu vực miền Đông Nam Bộ từ 19 đến 22 độ C. Vừa qua, hàng trăm người dân tại thành phố Hồ Chí Minh hào hứng chạy thử, trải nghiệm tiện ích của loại hình xe đạp công cộng. Tập đoàn Trí Nam, chủ đầu tư dự án xe đạp công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho chạy thử nghiệm hệ thống xe đạp công cộng tại trạm trên vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 43 vị trí làm bến đậu. Từ nay đến ngày 10 tháng 12, người dân được hướng dẫn trải nghiệm miễn phí xe đạp công cộng. Người dân muốn sử dụng chỉ cần vài thao tác đơn giản, tải app miễn phí và cài đặt ứng dụng mobile trên điện thoại thông minh. Trên ứng dụng, có thể quét tìm xung quanh để đến được trạm còn xe gần nhất. Ứng dụng này cũng có sẵn mã code quét mở khóa xe sử dụng. Kết thúc chuyến đi, người dân đậu xe vào đúng nơi quy định và khóa xe. Giá vé giai đoạn thí điểm được tính theo thời gian, cụ thể 5.000 đồng 30 phút, 10.000 đồng 60 phút. Riêng thời gian đầu miễn phí 15 phút đầu để thu hút người dân sử dụng. Chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World chính thức khai trương cửa hàng thứ 12 tại quận 3. Trước đó, AB Beauty World đã mở 11 cửa hàng bao rộng khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong buổi sáng khai trương, cửa hàng AP Beauty World đã có hàng nghìn khách hàng đến sông đất.
chủ yếu khách hàng ai cũng tranh thủ chiếm những phần quà khuyến mãi với hơn hàng ngàn deal hot từ 0 đồng đến 11 ngàn đồng. Các chương trình giảm giá sốc đến 75% cho hơn 500 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng nổi tiếng trên thế giới. Hiện nay thì tại siêu thị mỹ phẩm Beauty World, chúng tôi đang có chiến lược là bán hàng không lợi nhuận từ đây tới cuối năm. Trong đó là nhóm hàng thiết yếu dành cho cả gia đình là chúng tôi là bán hàng không lợi nhuận. Và bên cạnh đó thì tất cả những cái sản phẩm còn lại về nhóm là nước hoa nè, personal care nè, thực phẩm chức năng, rồi skin care hay make up thì chúng tôi đang giảm giá, áp dụng chính sách giảm giá là từ 20-80% cho tất cả sản phẩm trong hệ thống của siêu thị của mình. Sĩ Lương cảm thấy là không khí mua sắm ngày hôm nay hết sức là nhộn nhịp. Ai chúng ta cũng có trong tay 2-3 cái giỏ để bỏ sản phẩm vô. Và ngày hôm nay thì dường như là tất cả các hãng đều giảm 5% cho tất cả mọi người để như là món quà tặng tri ân cuối năm. Và sẽ luôn thấy được là các sản phẩm trưng bày hết sức hợp lý và chúng ta tìm được bất cứ thương hiệu nổi tiếng nào trên thế giới tại đây. Với định hướng phát triển lâu dài và ổn định, trong thời gian ngắn sắp tới, chuỗi siêu thị mỹ phẩm dành cho gia đình AP Beauty World sẽ phủ sóng toàn thành phố Hồ Chí Minh, đem đến sản phẩm chính hãng, chất lượng và giá cả phù hợp nhất cho mỗi khách hàng. Chiều 4 tháng 12, một xưởng gỗ nằm trên xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh chạy tới tìm cách hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Theo đó, khoảng 17 giờ 15 phút, một số công nhân đang làm việc trong xưởng gỗ nằm trên xa lộ Hà Nội, đoạn đối diện khu du lịch Suối Tiên thì bất ngờ xưởng gỗ bốc cháy. Lúc này các công nhân lao vào dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm cả xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông. Nhận thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức điều các xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường từ nhiều phía để Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gian cảnh cướp giật gần 1 tỷ đồng tại một ngân hàng ở thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về tội cướp giật tài sản. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 11, Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân tại ngân hàng VP Bank ở số 37 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, xảy ra vụ một nhóm đối tượng cướp giật số tiền rất lớn của người phụ nữ vừa vay từ ngân hàng đi ra. Nạn nhân là chị Dương Thị Giang, 35 tuổi, trú tại huyện Emrak, tỉnh Đắk Lắk, bị giật mất 940 triệu đồng. Sau hơn 12 giờ tích cực điều tra bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ sáng ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ và bắt được 6 đối tượng trong vụ cướp giật trên. Theo kết quả điều tra ban đầu, do bị nợ xấu, không vay được tiền từ ngân hàng, nên chị Giang đã nhờ đối tượng Thế Anh đứng tên sở hữu một lô đất để làm thủ tục vay 1 tỷ đồng tại ngân hàng VP Bank. Sau khi vay được sẽ trả tiền công 60 triệu đồng. Vì cho rằng tiền công trả như vậy là ít nên cả nhóm của Thế Anh bàn nhau khi ngân hàng giải ngân cho Thế Anh xong và chị Giang cầm tiền ra khỏi ngân hàng thì nhóm này sẽ dàn dựng cảnh gặp Thế Anh đòi nợ, tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị Giang. Sau khi cướp giật được số tiền trên, các đối tượng đã tự chia cho nhau một ít để tiêu xài. Số còn lại 890 triệu đồng thì các đối tượng chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác để tránh bị công an phát hiện. Thưa quý vị, ngày nay những người làm giáo dục không chỉ thực hiện tốt chuyên môn mà còn có nhiều sáng kiến kiếm thêm thu nhập thông qua việc tăng gia sản xuất. Điển hình cô Cao Phạm Thùy Trang, một giáo viên dạy môn vật lý ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn tăng gia sản xuất để góp phần cải thiện đời sống gia đình, từ đó hỗ trợ trong công việc chuyên môn. Cô Cao Phạm Thùy Trang là giáo viên dạy vật lý của trường Trung học phổ thông Lai Vung 1, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài công việc ở trường, cô còn chăn nuôi dế, một số vật nuôi khác và áp dụng phương pháp vườn ao chuồng ngay tại nhà, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bản thân tôi là giáo viên, khi bước vào chăn nuôi thì rất là khó khăn. Có những cái giai đoạn là mình gặp thất bại, nhưng mà sau đó thì mình cố gắng mình tìm hiểu, học hỏi ở trên mạng. Rồi qua những người quen biết ở trên mạng trong các ngành nghề chăn nuôi đó, và mình rút thêm được nhiều kinh nghiệm để mình có thể là hoạt động tốt hơn, chăn nuôi tốt hơn. Mặc dù đẩy mạnh việc mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi, nhưng cô Trang vẫn luôn đặt việc giảng dạy tại trường là quan trọng nhất và luôn cố gắng dung hòa mọi thứ. Buổi sáng
Nếu mà không có giờ dạy thì mình làm công việc ở nhà, còn buổi tối thì mình sẽ làm công việc chuyên môn. Khi nào có thời gian biểu ở trên lớp thì mình lên lớp. Nói chung là mình hoàn thiện công việc chuyên môn hết rồi mình mới làm thêm ở nhà. Cái công việc ở nhà thì nó cũng hỗ trợ thêm cho mình, cũng như là giúp cho mình khi mà dạy học á, mình có thể truyền đạt cho học sinh là về cái hướng nghiệp, về lập nghiệp sau này. Mình đã học môn vật lý của Trang rồi. Thấy cách truyền đạt của cô cũng tốt, tại do một phần là bên trình chiếu bên máy tính, nhờ cô cũng có giảng bài tập trên bảng ghi ra rõ ràng nên cũng dễ hiểu. Như bài nào không hiểu thì hỏi lại cô thì cô giảng lại. Trước đó thì mình không có học vật lý, nhưng bây giờ thì mình thay đổi rồi, mình hết học vật lý. Tại vì cũng có cô dạy gọi là tận tâm, hướng dẫn dễ hiểu. Không chỉ giành được sự quý mến của học sinh, cô Trang còn được cấp trên và đồng nghiệp ở trường đánh giá cao về năng lực chuyên môn và cách làm việc. Tôi được công tác chung với cô Trang từ năm 2013. Công việc nhà trường thì cô Trang thực hiện rất tốt với vai trò là tổ trưởng tổ vật lý. Cô thật sự là cấp thời biểu rất tốt. Ngoài việc trường thì cô về nhà làm kinh tế gia đình để nuôi con ăn học. Phát triển kinh tế vững chắc thì nó góp phần cho giáo viên an tâm hơn trong cái việc mà thực hiện giảng dạy ở nhà trường, bởi vì là nó có một cái sự tác động qua lại tương hỗ lẫn nhau để giúp cho giáo viên có một cái điều kiện tốt hơn trong cái giảng dạy của mình cũng như là cái việc làm kinh tế. Cô Thị Trang là một cái tấm gương điển hình của nhà trường cần phải nhân rộng và phát huy hơn nữa để tạo một cái sự lan tỏa để giúp cho giáo viên của mình vừa giảng dạy tốt ở nhà trường mà vừa làm kinh tế gia đình một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Nghề giáo là cái nghề truyền đạt tri thức cho học sinh và đây là cái nghề là mình đã chọn từ đầu. Còn cái công việc kinh tế ở gia đình là công việc thêm, cho nên thì hai cái này mình hỗ trợ lẫn nhau chứ không có bỏ nghề giáo. Đó là tâm huyết của mình. Trong tương lai thì cái công việc của mình, công việc chính là công việc giảng dạy, nên mình sẽ luôn trao dồi kiến thức để bổ trợ cho chuyên môn của mình. Còn công việc kinh tế ở nhà thì mình sẽ phát triển hơn nữa để mọi người biết đến cái nghề của mình đang làm. Hiện nay ngày càng có nhiều nhà giáo chọn làm nhiều nghề, sáng tạo và tranh thủ làm thêm những công việc phụ để có thể hỗ trợ và phát triển cho công việc chuyên môn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Còn bây giờ Bích Ngân xin kính chào và hẹn gặp lại.